Những tưởng đợt tập trung đội tuyển quốc gia lần này sẽ là cơn mưa có thể giúp trung vệ người Anh gột rửa phần nào sự u ám bủa vây sau chuỗi ngày tệ hại ở Manchester United. Và đúng là một cơn mưa, nhưng là một cơn mưa đá và cựu sao Leicester City chỉ biết cúi đầu đón nhận trong nỗi thất vọng vô cùng. Được huấn luyện viên Gareth Southgate điền tên vào đội hình chính thức tiếp đón đội Đan Mạch tại UEFA Nations League. Thế nhưng 30 phút hiện diện ở trên sân quả thực là một thảm họa đối với đội trưởng của câu lạc bộ Man United. 29 lần chạm bóng cả thầy, hai trong số đó là các pha phạm lỗi và 6 lần khác là các tình huống xử lý đầy lóng ngóng. Đêm thảm họa của Harry Maguire cứ thế bắt đầu. Trung vệ trị giá tới 80 triệu bảng gần như lạc lõng và vô hình trên sân. Phút thứ 5, Harry Maguire từ sân nhà lao lên với nỗ lực đoạt lại trái bóng trong chân của Josip Poulsen bên phía đội tuyển Đan Mạch. Thế nhưng, thay vì một tình huống xoạc bóng trung tâm, thì cầu thủ này lại nhắm thẳng giày của mình vào chân của Poulsen, khiến tiền đạo này nằm sân đầy đau đớn. Đội tuyển Đan Mạch được hưởng phép lợi thế. Tuy nhiên, ngay sau khi pha bóng kết thúc, trọng tài chính không ngần ngại gọi Harry Maguire lại và tặng cho anh một chiếc thẻ vàng. Pha bóng đó còn cách khung thành của đội tuyển Anh rất xa. Chẳng có lý do gì để một trung vệ như Maguire lao lên rầm rập để rồi lãnh một chiếc thẻ vàng ngớ ngẩn đến như thế. Cầu thủ của câu lạc bộ Man United rõ ràng đang gặp vấn đề về mặt tâm lý. Anh không phán đoán được chính xác tình huống cần phải làm gì và chỉ biết lao lên pha bóng thật nhanh. Sự nhanh nhẩu của Maguire vô tình thành đoảng và là một phần nguyên nhân khiến anh phải đi tắm sớm chỉ ít phút sau đó. Trong một tình huống nhận đường truyền từ phía đồng đội, Maguire đã có pha đỡ bước một cực tệ khiến bóng văng ra khỏi tầm kiểm soát. Kasper Dolberg chỉ cần có thế để lao vào đoạt bóng và Maguire chỉ còn biết lao đến tắc bóng để sửa sai. Dolberg nằm sơn đau đớn và trọng tài chính không ngần ngại rút thêm một tấm thẻ vàng. Harry Maguire bị truất quyền thi đấu. Khép lại 30 phút thi đấu như mơ ngủ, đội trưởng của câu lạc bộ Man United cúi gằm mặt rời sân với thái độ cam chịu. Mà ông kính may quay chĩa về hướng trung vệ người Anh, hết như cái lúc cầu thủ này bị truyền thông bùa kín sau scandal rúng động ở Hy Lạp buổi hè vừa qua. Không quá khi nói rằng chính kỳ nghỉ tai hại ở Mykonos của Hy Lạp hồi tháng 8 chính là một phần nguyên nhân khiến cho mọi thứ của Harry Maguire bị đảo lộn. Cựu cầu thủ của câu lạc bộ Leicester City đã đánh người, hối lộ cảnh sát và phải hầu tòa. Truyền thông thế giới dồn dập chỉ trích hành vi của Harry Maguire và ngôi sao của câu lạc bộ Man United như bị đánh đến thoi thóp và hoàn toàn đánh mất mình trên sân cỏ. Tại Wembley, mọi thứ như được tái hiện lại, Maguire như thể tội đồ trong mắt người hâm mộ tam sư. Khi Premier League sắp khởi tranh, giới chuyên môn và người hâm mộ liên tục kháo nhau rằng Man United nên mang về ai đó để đá cặp cùng với Harry Maguire ở trung tâm hàng phòng ngự, Koulibaly, Upamecano hay Samuel Umtiti. Thế nhưng, có vẻ như các Manusian đã đi hơi xa khi mà chính đội trưởng của họ mới chính là vấn đề. Ba trận đấu vừa qua của câu lạc bộ Man United, trận đấu nào trung vệ người Anh cũng bị lôi ra làm đề tài để chế anh bởi khả năng tấu hài của mình. Sự phập phù, thiếu chắc chắn và lóng ngóng như một trung vệ nghiệp dư trong các trận đấu trước câu lạc bộ Crystal Palace và Tottenham Hotspur khiến Man United nhận thất bại đầy cay đắng. Ở chiến thắng đầy may mắn trước câu lạc bộ Brighton, Maguire cũng chơi chẳng khá khẩm là bao nhiêu. Không những thế, tư chất thủ lĩnh của đội trưởng câu lạc bộ Man United còn bị đặt một dấu hỏi to đùng sau tấm thẻ đỏ của Adrian Martial trong trận thua câu lạc bộ Tottenham Hotspur với tỷ số 1-6. Thay vì lao đến phân trần, giải thích với trọng tài, Harry Maguire đã dễ dàng chấp nhận quyết định của trọng tài, mặc cho Marcus Rashford hết lời cự cãi với vị vua áo đen. Rõ ràng, Harry Maguire đang trải qua chuỗi ngày tồi tệ và khủng hoảng cả về niềm tin, chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu. Đôi chân của cựu sao câu lạc bộ Leicester City lúc này chẳng khác nào đang đeo cả tàng chì, lò dò từng bước chậm rãi trước sự dò rét thường trực của các cổ động viên. Và nhiều người đã không khỏi lo lắng, không biết ngôi sao sinh năm 1993 có đủ bản lĩnh để nhấc chân ra khỏi vũng lầy trước khi bị sình lầy của áp lực và dò xét nhấn chìm hay không. Man United đã phải chi ra tới 80 triệu bảng để mang Harry Maguire về như một cách để vá víu hàng phòng ngự, thủng như tổ ong bầu của mình. Đội bóng chủ sân Old Trafford không gì khác ngoài kỳ vọng cầu thủ người Anh có thể nâng tầm hàng phòng ngự của Man United như cái cách mà Virgil van Dijk đã làm với câu lạc bộ Liverpool. Thế nhưng sau một năm nhìn lại, thứ mà cầu thủ này mang tới chỉ là những tình huống mất bóng ngớ ngẩn rồi gián tiếp trở thành gánh nặng của câu lạc bộ Man United. Harry Maguire đã chơi 30 phút thảm họa trước đội tuyển Đan Mạch và người lo lắng nhất lúc này không ai khác là huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Và cuối tuần này, Quỷ Đỏ sẽ làm khách trước câu lạc bộ Newcastle ở vòng đấu thứ 5 của giải bóng đá ngoại ngành trước khi hành quân tới Paris đụng độ với Paris Saint-Germain ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League mùa giải 2020-2021. Kế đến, Man United sẽ lần lượt chạm trán với Chelsea và Arsenal cùng Everton ở giải bóng đá ngoại ngành. Đây đều là những trận cầu quan trọng mang tính chất sống còn với số phận của Man United và cả chiếc ghế của Ole Gunnar Solskjaer. Man United đang rất cần một người thủ lĩnh, nhưng tiếc là đội trưởng của họ vẫn đang loay hoay với đống sình lầy ở dưới chân của mình. Gỡ ra không được, dứt bỏ cũng không xong. Đã tới lúc
Harry Maguire phải chứng tỏ bản thân của mình xứng đáng với số tiền kỷ lục 80 triệu bảng, xứng đáng với tấm băng đội trưởng cao quý ở nhà hát của những giấc mơ. Không thể nỗ lực vượt qua được cơn khủng hoảng này, Harry Maguire rất có thể sẽ lụi tàn và chìm nghỉm. Và sau đó người hâm mộ Man United chỉ nhắc về cái tên này như một nỗi thất bại ê chề của trung vệ đắt giá nhất lịch sử của đội bóng mà thôi.